Vâng, xin kính chào bà con. Rất vui được gặp lại bà con trong buổi tối ngày hôm nay. Như thường lệ, buổi live stream trực tuyến của chúng tôi phát trên kênh do Tút chuyên gia Phạm Ngọc Thạch và trên trang fanpage Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Thạch, cũng như các cái buổi live stream trước đây. Buổi live stream của chúng tôi hôm nay bao gồm 3 cái nội dung. Nội dung thứ nhất là trao đổi cùng người chăn nuôi hay là lướt báo cùng người chăn nuôi. Trong cái nội dung lướt báo cùng người chăn nuôi, chúng tôi sẽ trao đổi với bà con một bệnh cụ thể trên cái đàn vật nuôi. Thì đấy là cái nội dung thứ nhất. Cái nội dung thứ hai là nội dung với cái thời lượng nhiều nhất, đó là trả lời những câu hỏi trực tiếp của bà con. Tức là gì? Trong quá trình mà bà con theo dõi cái buổi live stream trực tuyến của chúng tôi sẽ đưa ra các câu hỏi và chúng tôi sẽ trả lời bà con những cái câu hỏi mà bà con đưa ra trong cái quá trình mà bà con theo dõi cái buổi live stream trực tuyến của chúng tôi. Thì đấy là cái nội dung thứ hai. Nội dung thứ ba là nội dung cuối cùng của cái buổi live stream trong một cái thời lượng một tiếng, đó là chúng tôi sẽ tư vấn cho bà con sử dụng một số những cái chế phẩm thuốc thú y trong cái quá trình điều trị cũng như là trong quá trình phòng bệnh cho đàn vật nuôi để nâng cao cái hiệu quả điều trị cũng như là giảm cái giá thành trong quá trình điều trị đối với vật nuôi bị mắc bệnh. Thì đấy là ba cái nội dung trong buổi live stream trực tuyến của chúng tôi trong buổi tối ngày hôm nay. Và cũng rất xin lỗi bà con do cái tình hình dịch bệnh cũng như do cái điều kiện công việc của chúng tôi, cho nên các cái buổi live stream trực tuyến của chúng tôi không thường xuyên như thời gian đầu. Cái thời gian đầu thì mỗi một tuần là chúng tôi phát 3 buổi vào thứ 3, thứ 5 và thứ 7. Nhưng sau đó thì cái buổi live stream của chúng tôi thưa dần, và cho đến giai đoạn hiện nay thì chúng tôi sẽ định kỳ chúng tôi phát trực tiếp hay là phát trực tuyến trong cái buổi live stream mà tư vấn chăn nuôi cũng như tư vấn trong cái quá trình khống chế dịch bệnh. Như vậy bà con thông cảm. Vâng, trong các cái buổi live stream với cái mục đích là sẽ trao đổi với bà con các cái quy trình chăn nuôi, đồng thời cũng trao đổi với bà con và hướng dẫn bà con các cái quy trình khống chế dịch bệnh nhằm nâng cao cái hiệu quả chăn nuôi và giảm những cái thiệt hại trong quá trình chăn nuôi đối với vật nuôi. Thì đấy là cái mục đích trong cái buổi live stream của chúng tôi. Và trong các cái buổi live stream, khi mà bà con theo dõi cái buổi live stream của chúng tôi thì bà con hãy đưa ra những câu hỏi để cho chúng tôi trả lời cho bà con, ít nhiều cũng giúp ích cho bà con trong việc là khống chế dịch bệnh cũng như là cái quy trình chăn nuôi để nâng cao cái hiệu suất và cái hiệu quả chăn nuôi. Thì và chúng tôi cũng rất cảm ơn bà con đã luôn đồng hành với cái kênh do Tút của chúng tôi cũng như là cái trang fanpage của chúng tôi. Vâng, trong cái phần lướt báo cùng người chăn nuôi hoặc là đọc báo cùng người chăn nuôi, hôm nay tôi trao đổi với bà con một cái bệnh mà thường xảy ra trên cái đàn thỏ chăn nuôi theo cái hướng công nghiệp hay nói là chăn nuôi tập trung, đó là bệnh ghẻ ở thỏ. Vâng, bệnh ghẻ ở thỏ là một bệnh mà thường xuyên xảy ra trên cái đàn thỏ trong cái chăn nuôi thỏ công nghiệp hoặc là chăn nuôi với số lượng lớn. Và đây là một bệnh thường xảy ra trong cái điều kiện chăn nuôi bị ô nhiễm
Và trong cái điều kiện khí hậu thời tiết ẩm ướt, trong cái điều kiện khí hậu thời tiết ẩm ướt thì bệnh ghẻ thường xảy ra, và xảy ra với cái tỷ lệ cao. Thế vậy đối với bệnh ghẻ ở thỏ, nó không gây chết thỏ ngay mà nó ảnh hưởng rất lớn tới cái năng suất chăn nuôi. Thì tại sao nó lại ảnh hưởng lớn tới cái năng suất chăn nuôi? Là vì bệnh nó lây lan rất nhanh ở trong đàn. Bệnh lây lan rất nhanh ở trong đàn. Và đồng thời khi mà thỏ bị ghẻ thì có các cái biểu hiện là ngứa, khó chịu, cho nên giảm ăn, và thậm chí là còn có cái hiện tượng là mất ngủ. Và chính vì vậy mà làm cho đàn thỏ gầy dần và yếu dần. Mà nếu mà điều kiện chăn nuôi không được tốt thì có thể nhiễm khuẩn và thỏ bị chết. Thì đấy là những cái yếu tố mà ảnh hưởng rất lớn tới cái năng suất chăn nuôi ở thỏ. Như vậy thì bệnh ghẻ ở thỏ xảy ra thường do hai cái nguyên nhân chính sau đây. Nguyên nhân thứ nhất là do cái điều kiện chăn nuôi, môi trường chăn nuôi bị ô nhiễm. Có nghĩa là gì? Chuồng nuôi, lồng nuôi và cái khu vực chăn nuôi thường xuyên bẩn và ẩm ướt. Thì đây là một cái điều kiện để cho mầm bệnh luôn tồn tại trong môi trường chăn nuôi. Thì đấy là cái nguyên nhân thứ nhất. Cái nguyên nhân thứ hai là các cái nguyên nhân bệnh hay là cái ghẻ nó tồn tại ở trong các cái dụng cụ chăn nuôi, trong lồng nuôi, trong khu vực chuồng nuôi sẵn có ở cái khu vực chăn nuôi, cũng như ở lồng nuôi, cũng như ở chuồng nuôi, và thậm chí còn thông qua người chăn nuôi, hoặc là một số các cái gia súc hoang, hoặc là một số các cái động vật khác mà lây sang cho thỏ. Đặc biệt là cái chuồng nuôi hoặc là khu vực chăn nuôi mà đã làm cho đàn thỏ trước đó bị nhiễm bệnh ghẻ, thì cái khu vực chăn nuôi mới nếu mà xử lý không tốt thì cũng là một cái nguyên nhân mà gây nên bệnh ghẻ cho thỏ. Thì đấy là về nguyên nhân thì chúng ta thấy. Thế vậy thì cái bệnh ghẻ ở thỏ nó xảy ra ở cái độ tuổi nào? Thì trên thực tế cho thấy là thường xảy ra ở cái độ tuổi trên 2 tháng tuổi trở lên. Chứ còn đàn thỏ con đang theo mẹ hoặc là thỏ 1 đến 2 tháng tuổi thường ít bị mắc bệnh ghẻ. Thì đấy là cái độ tuổi mà mắc bệnh ghẻ ở thỏ. Và thỏ bị ghẻ thì thường có 3 dạng. Dạng thứ nhất là ghẻ ở tai. Và cái ghẻ ở tai đây thường là ở phía trong lòng tai. Và khi mà thỏ bị ghẻ ở tai thì thường có các biểu hiện là tai cụp xuống, và con vật thường vẫy tai và thậm chí còn lấy chân cào vào tai. Và chính vì lẽ đó mà làm cho tai bị xây xước. Mà nếu môi trường chăn nuôi mà không được tốt và bị ô nhiễm thì thường có hiện tượng là nhiễm khuẩn ở da tai, và vậy là có các cái vết loét hoặc là có các mụn mủ. Thì đấy là cái trường hợp thứ nhất là ghẻ ở da tai. Trường hợp thứ hai, ghẻ ở mõm và ở vùng mồm. Thì trong trường hợp này, thì thỏ bị ghẻ thường có các biểu hiện là rụng lông ở vùng mồm và vùng mõm, và thường có hiện tượng rũi mõm và mồm vào cái lồng, vào thành lồng hoặc là các cái dụng cụ ở lân cận, và chính vì vậy cũng gây suy xước cái vùng da ở vùng mõm và ở vùng mồm. Thì đấy là cái trường hợp mà ghẻ thứ hai. Trường hợp ghẻ thứ ba là ở chân, đặc biệt là ở các kẽ chân.
Thì trong trường hợp này thì các kẽ chân có các cái vết sần và đóng vẩy, và trường hợp này thì thấy ghẻ là có hiện tượng là lấy mồm để gặp hoặc cắn cái vùng chân, hoặc cũng có trường hợp là thường là dúi chân vào cái vật xung quanh hoặc là vào thành lồng. Thì đấy là các cái biểu hiện. Thế vậy thì do ghẻ bị ngứa khó chịu, thường xuyên phải gãi, thường xuyên phải dúi vùng da bị ghẻ vào cái vật xung quanh, cho nên là ghẻ giảm ăn và đồng thời có những thậm chí là cái hiện tượng là mất ngủ, và chính vì vậy mà ảnh hưởng rất lớn tới cái trạng thái cơ thể. Biểu hiện trên lâm sàng là ghẻ, gầy, yếu và gì, kém phát triển, gầy yếu và kém phát triển. Thì đấy là các cái biểu hiện thỏ bị ghẻ. Thế vậy thì khi mà thỏ bị ghẻ thì bà con chúng ta cần phải tiến hành những cái công việc gì? Cái việc đầu tiên là chúng ta phải vệ sinh chuồng nuôi, tức là chuồng nuôi phải vệ sinh sạch sẽ, và trong quá trình chăn nuôi phải giữ chuồng nuôi luôn khô ráo, sạch sẽ và thông thoáng. Luôn khô ráo, sạch sẽ và thông thoáng, thì đấy là cái thứ nhất. Thứ hai là dùng thuốc sát trùng để tẩy uế chuồng nuôi, lồng nuôi và cái môi trường xung quanh, và đặc biệt là dùng thuốc để diệt côn trùng, ví dụ như Hantox 200 hoặc là Hantox Full hoặc là Hantox Spray, cứ một tuần phun một lần vào lồng nuôi, vào chuồng nuôi hoặc là khu vực chăn nuôi để diệt côn trùng, thì đấy là cái bước thứ nhất là xử lý cái môi trường chăn nuôi. Thứ hai là xử lý cái vùng da bị ghẻ. Thế vậy thì để xử lý cái vùng da bị ghẻ thì bà con chúng ta cần phải lưu ý. Thứ nhất, nếu mà vùng lông mà rậm thì chúng ta phải cạo sạch lông hoặc là chúng ta cắt lông đi. Sau đó là chúng ta dùng nước muối sinh lý và ấm, hoặc có thể là dùng nước dung dịch phèn chua 3%, hoặc có thể dùng dung dịch cái nước lá trầu không sắc đặc, chúng ta rửa cái vùng da ghẻ. Thế cái mục đích rửa vùng da ghẻ đây là làm cho cái vùng da ghẻ nó gì, có cái độ ẩm và nó mềm, và đồng thời là đánh sạch cái vẩy, cái vẩy ở trên da vùng ghẻ. Thì việc cái đánh sạch vẩy da vùng ghẻ đây để có mục đích là khi mà chúng ta bôi thuốc ghẻ thì nó có tác dụng rất tốt, nó thấm vào cái vùng da ghẻ và nó tiêu diệt được con ghẻ. Thì đấy là cái mục đích tại sao là chúng ta phải dùng cái nước muối ấm để chúng ta làm ẩm da cái vùng ghẻ, hoặc là nước phèn chua dung dịch phèn chua 3%, hoặc là nước lá trầu không sắc đặc, là chúng ta làm như vậy. Thế vậy thì sau khi mà chúng ta làm ẩm cái vùng da và sạch cái vùng da mà bị ghẻ thì chúng ta dùng dung dịch iốt chúng ta bôi vào vùng da đó, và sau khi bôi cái dung dịch iốt vào vùng da đó thì tiếp tục chúng ta dùng cái thuốc trị ghẻ để bôi trực tiếp lên vùng da. Thì cái thuốc trị ghẻ là trực tiếp bôi trực tiếp trên vùng da, đó là đép, dung dịch đép. Thế vậy thì cái dung dịch này bán ở cái hiệu thuốc nhân y, chứ cái hiệu thuốc thú y không có, cho nên bà con chúng ta đến cái hiệu thuốc nhân y để chúng ta mua và hỏi là cho chúng tôi mua cái dung dịch trị ghẻ là dung dịch đép nhé, DEF thì gọi là đép. Và sau khi bôi dung dịch đép rồi thì bà con chúng ta dùng cái mỡ kháng sinh là oxit kẽm nhé, oxit kẽm thì chúng ta bôi thì có tác dụng là tẩy sạch, đánh sạch, làm mỏng cái vùng da tăng sinh và có các cái vẩy, có các vẩy lên, và đồng thời nó cũng là kháng sinh diệt cái vi khuẩn bụi nhiễm. Và trong trường hợp nếu mà vùng da có hiện tượng mà bụi nhiễm vi khuẩn mà gây nên viêm ở vùng da thì chúng ta phải dùng kháng sinh để chúng ta tiêm, ví dụ là chúng ta dùng lanco xin hoặc là lanco spec hoặc là gentamicin hoặc là ampicana, chúng ta tiêm cho thỏ. Thì đấy là cái tác động trực tiếp trên cái vùng da mà bị ghẻ, và đồng thời dùng thuốc để
diệt cái con ghẻ. Thì cái thuốc mà có tác dụng diệt con ghẻ hiện nay người ta thường dùng là ivermectin nhá, ivermectin. Thì tùy theo cái chế phẩm ivermectin có cái nồng độ khác nhau mà có các cái liều lượng sử dụng khác nhau. Thì cái liều lượng đây là bà con chúng ta sử dụng trên theo cái hướng dẫn trên bao bì sản phẩm, và cứ một tuần chúng ta tiêm cho thỏa một lần và tiêm liên tục 3 tuần liền. Cùng với việc mà dùng thuốc mà điều trị nguyên nhân bệnh thì bà con chúng ta cũng dùng thuốc trợ sức trợ lực, nâng cao sức đề kháng, ví dụ như là dùng vitamin ADE, vitamin tổng hợp nhá, vitamin ADE và vitamin tổng hợp cho thỏ uống, hoặc là nếu có điều kiện thì bà con chúng ta dùng tiêm cho thỏ. Thì đấy là cái biện pháp mà điều trị khi thỏ mà bị mắc bệnh ghẻ. Thế còn để mà phòng được bệnh ghẻ xảy ra đối với thỏ thì bà con chúng ta cần lưu ý trong quá trình chăn nuôi nhá. Trong quá trình chăn nuôi thì cần phải giữ cái chuồng nuôi và môi trường chăn nuôi thường xuyên sạch sẽ, khô ráo. Thứ hai, định kỳ tẩy uế chuồng nuôi bằng các thuốc sát trùng và bằng các cái thuốc mà diệt côn trùng. Và thứ tư là chăm sóc nuôi dưỡng thẻ thỏa được tốt. Và thứ năm là trong cái thời kỳ mà lạnh ẩm hoặc là mưa phùn nhiều thì chúng ta phải luôn giữ chuồng nuôi cũng như là lồng nuôi phải là sạch sẽ khô ráo. Thì đấy là cái việc mà xử lý môi trường thì và chúng ta cần phải lưu ý như thế. Và thứ hai nữa là dùng thuốc mà để điều trị dự phòng, thì thuốc điều trị dự phòng thì người ta cũng dùng ivermectin, và tùy theo cái nồng độ của cái chế phẩm ivermectin mà sử dụng với cái liều lượng khác nhau. Nhưng thực chất là cái liều phòng ấy thường là bằng 1/2 liều điều trị, và trong trường hợp này là cứ 3 tháng là chúng ta tiêm cho thỏ một lần. Tức là tôi nhắc lại là 3 tháng là chúng ta dùng ivermectin là chúng ta tiêm cho thỏ một lần. Thì đấy là cái biện pháp điều trị, hay là biện pháp xin lỗi, đấy là cái biện pháp phòng bệnh cho thỏ. Như vậy là để mà nhận biết được thỏ mắc bệnh ghẻ và biện pháp phòng trị như thế nào thì chúng tôi đã trao đổi với bà con. Thứ nhất là ghẻ nó thường là gì, biểu hiện ở trên da, và nó biểu hiện ở 3 vùng da tai, vùng da mõm và vùng da ở kẽ chân. Và cái biểu hiện ở đây là ngứa và có hiện tượng là xây sát và đóng vẩy các cái vùng da. Thì đấy là cái nhận biết mà khi mà ghẻ bị thỏ bị ghẻ. Thế còn điều trị thì chúng ta là phải điều chỉnh lại, phải cải thiện lại môi trường chăn nuôi, chuồng nuôi phải thường xuyên sạch sẽ, khô ráo và thông thoáng. Thứ hai là điều trị cái vùng da, bôi thuốc ghẻ trên vùng da và dùng thuốc để tiêm diệt ghẻ cùng với thuốc trợ sức trợ lực và nâng cao sức đề kháng. Thế còn phòng bệnh thì phải là chăm sóc nuôi dưỡng tốt và môi trường chăn nuôi phải thường xuyên khô ráo sạch sẽ, định kỳ dùng thuốc để tiêm để điều trị dự phòng đối với đàn thỏ cho đối với bệnh ghẻ. Thì đấy là cái bệnh mà chúng tôi trao đổi với bà con hay xảy ra đối với đàn thỏ, đặc biệt là cái đàn thỏ chăn nuôi tập trung theo cái hướng công nghiệp. Vâng. Chúng tôi sẽ trả lời cho bà con những cái câu hỏi mà khi mà bà con trong quá trình tham gia hoặc là theo dõi cái live stream của chúng tôi đưa ra những câu hỏi. Rất cảm ơn bà con, rất nhiều bà con đã quan tâm cái buổi live stream của chúng tôi và đã theo dõi cái buổi live stream của chúng tôi, và đây cũng là một cái động lực để cho chúng tôi sẽ có những cái buổi tư vấn với cái nội dung phong phú hơn và tốt hơn. Vâng, một khán giả có hỏi, tên khán giả là Thành Phát. Em chào thầy ạ, thầy cho em hỏi là chữa ghẻ Sarcotest và cái Demodex như thế nào và cái triệu chứng có gì khác nhau không ạ? Vâng, thì giữa là Sarcotest và Demodex này nó khác nhau. Một đằng là nó ký sinh ở cái trên da, còn một đằng ký sinh ở dưới nội bì. Như vậy thì hai cái trường hợp này là chúng ta thấy là nếu mà
sử dụng cái thuốc bôi ở da thì cái hiệu quả điều trị, đặc biệt là cái gì là cái Demodex đó, thì chúng ta thấy là rất là khó. Hoặc là cái trạng thái mà ghẻ nó ký sinh ở dưới nội bì thì cái việc mà dùng thuốc bôi thì không có hiệu quả. Do đó mà phải sử dụng cái thuốc mà chúng ta thấy là chúng ta là phải tiêm, và tiêm ở đây là có tác dụng là diệt con ghẻ bằng cách là nó sẽ không cho ghẻ được cái chất dinh dưỡng cũng như là oxy. Vì vậy mà con ghẻ nó chết. Thì những năm trước kia là chưa có thuốc tiêm thì cái việc điều trị giữa hai cái giữa là Demodex và Sicotec thì nó có gì khó khăn. Nhưng hiện nay đã có cái thuốc tiêm thì chúng ta thấy là cái việc mà điều trị nó cũng không khó khăn. Thế vậy thì theo chúng tôi cái điều trị tổng hợp thì như cái phần mà đầu tư chúng tôi tư vấn thì việc đầu tiên muốn là Sicotec và Demodex đi chăng nữa nhưng mà chúng ta cũng vẫn phải là gì làm mềm cái vùng da bị ghẻ, và sau đó là chúng ta dùng thuốc để chúng ta bôi để diệt, để một mặt là cái diệt khuẩn mà bụi nhiễm và một mặt là cũng thấm cái thuốc ghẻ thấm để mà tiêu diệt, và đồng thời là dùng thuốc là chúng ta tiêm nhá, dùng thuốc chúng ta tiêm là cái tiêm như nãy chị nói là ivermectin là chúng ta tiêm, và cái tiêm ở đây cứ một tuần một lần và tiêm liên tục là 3 tuần liền. Thế còn cái thuốc mà tác động trên vùng da, rửa da, rửa vùng da bằng nước lá chầu không hoặc là nước muối, nước sinh lý, nước muối ấm hoặc là cái phèn chua thì nó có tác dụng rất tốt, không những là điều trị ghẻ mà nó còn điều trị là cái hiện tượng là da bị nhiễm khuẩn và đặc biệt là da bị nấm nữa, nó có tác dụng là tác dụng rất là tốt. Vâng. Vâng. Xin mời bà con chúng ta tiếp tục đưa ra những câu hỏi. Tiếng hơi bé thì cái này là có thể là chúng tôi ngồi xa hoặc là cái điện thoại của tôi nó cũng hơi kém, cho nên là bà con chúng ta thông cảm cho, và tôi sẽ cố gắng tôi nói to hơn nhá. Vâng. Rất nhiều bà con cũng như anh chị em tham gia cái buổi live stream của chúng tôi, và xin mời bà con cũng như anh chị em hãy đưa ra những câu hỏi để chúng tôi trả lời những câu hỏi cho bà con cũng như là cho anh chị em. Đối với khán giả Trọng Thành thì có câu hỏi là những đối tượng không nên tiêm vaccine viêm da lùi cục ở bò là những đối tượng nào? Vậy giáo sư, bò mới phối giống có tiêm được rồi có tiêm được không? Vâng, trong cái bệnh viêm da nổi cục mà để mà khống chế, nói chung tất cả các bệnh truyền nhiễm muốn khống chế được dịch bệnh thì phải có vaccine. Nhá, muốn khống chế được dịch bệnh thì phải có vaccine. Thế vậy thì đối với bệnh viêm da nổi cục đã có vaccine, và đây là một bệnh do virus và nó thuộc họ virus virus đậu. Vì vậy mà cái việc mà sử dụng vaccine có hiệu quả. Thế vậy thì theo cái nguyên tắc sử dụng vaccine ấy, thường là người ta thường là tiêm vaccine này cho những con vật khỏe mạnh nhá, không ốm. Và thứ hai là không tiêm cho gia súc mà đang bú, tức là cho gia súc non, và không tiêm cho gia súc mà đang mang thai. Thế vậy thì tại sao như vậy? Là trong trường hợp này thì khi mà tiêm cho những đối tượng đó, nó có thể xảy ra mấy trường hợp. Thứ nhất là cái đáp ứng miễn dịch, nếu mà gia súc đang ốm thì cái đáp ứng miễn dịch nó sẽ không cao, và đáp ứng miễn dịch không cao thì là cái hiệu quả phòng bệnh nó sẽ không cao đó. Thế còn trường hợp thứ hai là đang mang thai, thì đang mang thai như vậy là nếu mà chúng ta tác động vào thì nó sẽ gây nên cái hiện tượng sảy thai. Nhưng trên thực tế là theo cái khuyến cáo của các nhà sản xuất vaccine thì đối với bò cái bệnh viêm da nổi cục hoặc là một số các cái trường hợp mà vaccine khác cũng thế, người ta thường khuyên này, khi mà bò đang mang thai thì ở cái thời kỳ nào mà tiêm được vaccine. Thế vậy thì bò là chữa 9 tháng 10 ngày, và người ta chia ra làm 3 kỳ, chữa kỳ 1, chữa kỳ 2 và chữa kỳ 3.
Thế vậy thì để mà tiêm được vaccine ấy, khi mà đang mang thai, để tiêm được vaccine thì người ta thường tiêm là ở cái kỳ 2 nhé, bò đang có chữa ở kỳ 2. Chứ còn bò mà đang có chữa ở kỳ 1 và đang có chữa ở kỳ 3 thì ở cái giai đoạn này chúng ta thấy là giữa cái liên kết nhau mẹ và rau thai là lỏng lẻo, cho nên khi tiêm vaccine thì rất dễ bị xảy thai. Do vậy là người ta tiêm cho bò đang mang thai, tôi nhắc lại là cái bệnh viêm da nổi cục, cái vaccine viêm da nổi cục tiêm cho bò đang mang thai được, nhưng mà phải là gì, bò đang chữa ở kỳ 2. Và xin thưa anh cũng như bà con, ngay là bản thân nhá, ngay bản thân cái bệnh mà viêm da nổi cục cũng là một cái nguyên nhân mà gây lên cái bệnh, gây lên cái hiện tượng sảy thai đối với bò. Hay nói cái khác là bò đang mang thai mà bị mắc bệnh viêm da nổi cục thì cái tỷ lệ sảy thai cũng rất là cao. Vâng, xin mời bà con đưa ra những câu hỏi. Vâng, anh Quang Khải cũng rất là cảm ơn anh, lâu lắm rồi cũng thầy trò mình không được gặp nhau đó, cũng không gặp nhau. Là vậy là hy vọng là khi mà hết dịch thì chúng tôi sẽ tới cái khu vực mà tư vấn chỉ chương trình khởi nghiệp thì sẽ có điều kiện là sẽ gặp, mà thầy trò mình sẽ gặp nhau. Và chúc anh cùng gia đình trong cái thời gian mà Covid này là luôn bình an nhá, luôn bình an. Trong cái giai đoạn này là dịch bệnh xảy ra nhiều thì là chỉ cầu mong bình an thôi. Vâng. Rồi, rất nhiều các khán giả cũng như bà con anh chị em đã tham gia cái buổi live stream thì theo tôi đã chắc lâu lắm rồi mà chúng ta không được gặp nhau thì cũng thấy là cảm thấy nhớ nhau đấy, đúng không? Vâng, cảm ơn bà con và anh chị em. Một trường hợp nữa mà đưa ra những câu hỏi là trại lợn Hồng Phúc nhớ. Trại lợn Hồng Phúc, vâng, đây không phải câu hỏi mà anh ấy cũng đã đưa ra cái lời mà chúc sức khỏe. Vâng, cũng cảm ơn anh và cũng chúc anh cùng gia đình trong cái giai đoạn hiện nay bình an nhé. Bình an. Vâng. Một khán giả là Liên Huy thì có đưa ra câu hỏi là thầy cho em xin phác đồ điều trị cái châu tiêu chảy ra nước hôi. Vâng, bây giờ thì cái châu tiêu chảy thì đây châu tiêu chảy là cái triệu chứng nhé, là triệu chứng mà nó có rất nhiều nguyên nhân, do rất nhiều nguyên nhân. Ví dụ như trong trường hợp mà nhiễm giun sán cũng gây nên hiện tượng tiêu chảy, ví dụ như trong trường hợp là nhiễm ký trùng đường máu cũng gây ra tiêu chảy, ví dụ như là viêm ruột đó, bị mắc bệnh viêm ruột cũng gây nên tiêu chảy, ví dụ như là trúng độc cũng gây nên tiêu chảy, vân vân. Như vậy là cái triệu chứng tiêu chảy chỉ là cái triệu chứng. Thế vậy thì trong trường hợp mà con trâu mà anh hỏi chắc là nó cũng tiêu chảy kéo dài, nó là tiêu chảy kéo dài và thường có cái hiện tượng mà là phân lỏng chứ không phải là phân mà nhiều nước. Thì trong trường hợp này theo chúng tôi là chủ yếu nhá, đấy theo kinh nghiệm của chúng tôi và đánh giá thì tất nhiên là chúng tôi cũng chưa quan sát và khám trực tiếp đối với con trâu của anh, nhưng mà theo cái kinh nghiệm mà cái mô tả trên cái triệu chứng mà con trâu anh mô tả thì theo ông tôi là có thể là bị nhiễm sán lá gan và bị nhiễm ký trùng đường máu. Do vậy mà anh tiến hành cho tôi là thứ nhất là anh dùng thuốc tẩy sán lá gan. Thì thuốc tẩy sán lá gan hiện nay là dùng Dectin B hoặc là Handectin B, một viên cho 50 kg trọng lượng cơ thể và cho uống một lần vào buổi sáng. Thì đấy là cái vấn đề đầu tiên là anh cần phải làm. Và sau khi mà tẩy sán lá gan 7 ngày thì anh dùng thuốc mà để điều trị ký trùng đường máu. Thì thuốc điều trị ký trùng đường máu hiện nay là có hai thuốc, mà tất nhiên có rất nhiều thuốc, nhưng hiện nay trên thị trường là có hai loại thuốc, đó là azidin và triparosoma. Thì tùy theo anh có thể là mua azidin hoặc là triparosoma đều được, và phải tiêm cho bò 2 lần cách nhau 4 ngày. Và lưu ý trong trường hợp này là phải tiêm chậm vào tĩnh mạch thì hiệu quả bao giờ cũng cao hơn là tiêm bắp
tiêu chảy tiêm chậm và tĩnh mạch thì hiệu quả cao hơn đối với tiêm bắp, và tiêm cách tiêm hai lần cách nhau 4 ngày. Thì trước khi tiêm cái thuốc mà điều trị kín thủng đường máu thì anh cần phải tiêm thuốc trợ sức trợ lực và nâng cao sức đề kháng như vitamin C, B1 và caffeine trước 15 phút thì bắt đầu là tiêm thuốc ký sinh trùng đường máu, và sau đó anh sẽ dùng cái kháng sinh để anh điều trị cái vi khuẩn bội nhiễm ở trong đường ruột. Thì cụ thể anh có thể là dùng chlorpheniconazole hoặc là thiamphenicol hoặc là enzofloc anh tiêm. Còn cho uống thì anh dùng là tetramycin hoặc là neotesol hoặc oxy tetracycline anh cho nó uống, và kết hợp với việc mà dùng men tiêu hóa để điều chỉnh lại cái hệ vi sinh vật ở trong trong đường tiêu hóa. Và với cái biện pháp trên thì tôi tin rằng con trâu của nhà anh sẽ khỏi bệnh và sẽ sinh trưởng, sẽ phát triển được tốt. Đấy là câu hỏi của anh Nhân Huy. Vâng, một câu hỏi nữa là Dương Văn Thuyết. Thầy cho em hỏi lợn 50 kg nổi mẩn đỏ khắp người mà vẫn ăn uống bình thường, hỏi đây là cái bệnh gì và chữa trị như thế nào? Vâng, thì cái hiện tượng mà nổi mẩn đỏ khắp người thì nó tùy theo. Trong cái trường hợp mà khi mà có cái hiện tượng nổi mẩn đỏ ở những vùng da mỏng mà nó mẩn đỏ như muỗi đốt và kèm theo với việc là sốt cao và chảy nước mắt vân vân, thì cái biểu hiện đấy là rõ là cái bệnh là dịch tả lợn cổ điển, hoặc cũng có thể là trong một số các cái bệnh đỏ. Nhưng trong trường hợp này thì theo tôi đây là cái hiện tượng là viêm da do cái hội chứng quẩy cọc. Thế vậy thì trong trường hợp này theo tôi anh cần phải tiến hành này. Thứ nhất là nếu anh nuôi chuồng nền thì anh phải giữ cho cái nền chuồng nuôi thường xuyên sạch sẽ khô ráo, và đặc biệt trong những ngày nắng nóng này chúng ta hạn chế tắm nha, và hạn chế rửa chuồng. Chúng ta phải để cho cái chuồng nuôi nó thường xuyên khô ráo sạch sẽ, thì đấy là cái vấn đề thứ nhất anh cần phải lưu ý. Cái vấn đề thứ hai ở đây là anh dùng nước lá chậu không sắc đặc, nhớ nha, nước lá chậu không sắc đặc anh tắm cho lợn, và sau khi mà tắm cho lợn bằng cái nước lá chậu không sắc đặc thì anh lại tắm cho lợn bằng cái nước phèn chua, cái phèn chua để đánh trong nước ấy, là nồng độ 3% nhá, 3% tắm tiếp. Và khi mà tắm dung dịch phèn chua xong rồi thì anh lấy cái vải gạc hoặc vải xô màn anh thấm khô, và sau khi thấm khô vùng da mà bị nổi mẩn đó rồi thì anh dùng iodine anh bôi lên các cái vùng da mà bị nổi mẩn đó, thì rửa chỉ cần một lần, một ngày một lần, nhưng mà bôi cái iốt là ngày 3 lần, sáng trưa chiều. Thì đấy là cái việc mà tác động đối với vùng da, và đồng thời thì anh dùng thuốc để tăng cường sức đề kháng và tăng cường giảm cái hiện tượng mà dị ứng và giảm viêm. Thì anh dùng kháng sinh, cái kháng sinh ở đây là anh dùng là Amoc LA anh tiêm buổi sáng, còn buổi chiều là anh dùng những chế phẩm có Ceftifur, ví dụ như là Cept 5.0 hoặc BioCept hoặc Socket 7510 anh tiêm cho lợn, và đồng thời là dùng thuốc trợ sức trợ lực và nâng cao sức đề kháng như vitamin C kết hợp với B1 kết hợp với caffeine anh tiêm nhá, và đồng thời là dùng thuốc tăng cường cái giải độc gan thận thì anh cho uống Boganic hoặc là Forentic kết hợp với vitamin ADE và cái vitamin tổng hợp nhá, và vitamin tổng hợp, và với cái phác đồ trên anh điều trị liên tục từ 5 đến 7 ngày hoặc là có trường hợp là phải là 7 đến 10 ngày thì sẽ hết cái hiện tượng mà như anh mô tả trên cái con lợn của nhà anh, và chúc anh xử lý thành công. Vâng, rất cảm ơn bà con. Vâng, một khán giả đó là Vũ Tạ hay Vũ Ta là cho cháu hỏi lợn nái bỏ ăn có chuyển nước vào, có chuyển nước vào xong bụng được không ạ? Vâng, cái đối với cái việc mà con vật mà bỏ ăn
thì cái việc mà bỏ ăn đây nó có do rất nhiều nguyên nhân, có thể là lợn bị ốm hoặc là một số vấn đề nào đó, và nếu mà nó cứ bỏ ăn liên tục mà chúng ta cung cấp năng lượng cho con vật thì nó sẽ suy nhược, nó chết. Thế vậy thì cái việc mà cung cấp năng lượng ở đây thường là người ta sử dụng cái dung dịch đường gluco 10% hoặc 20% nhé, 10% hoặc 20%. Thế vậy thì đối với những con nái là cái trọng lượng nó rất là lớn, và cái thứ hai là cái việc mà giữ để mà xác định được cái xoang phúc mạc hoặc là xoang bụng nó rất là khó khăn, cho nên cái việc mà bổ sung nước hay là dùng cái dung dịch mà gluco 10% hoặc là một số các cái dung dịch khác mà cho vào cái xoang bụng hoặc là xoang phúc mạc đối với lợn lớn là chúng ta thấy là khó thực hiện được. Mà đối với con nái tốt nhất cũng như là được giống tốt nhất là chúng ta cố định vùng đầu và sau đó là truyền các cái dung dịch đó vào tĩnh mạch tai. Thì chúng ta thấy là cái tĩnh mạch tai ở lợn nái là chúng ta thấy nó rất là to, do vậy là lấy là rất là dễ. Thế vậy thì cái việc mà cái kim mà để lấy ở tĩnh mạch ở đây thì bà con cần phải lưu ý, và anh cũng cần lưu ý là dùng cái kim bướm nha, kim bướm, hoặc có thể là dùng cái kim mà chúng ta thấy là cái kim nhựa với cái cỡ kim, cái mũi kim là nó nhỏ chứ không được là kim to. Thì vậy là việc truyền nó rất là dễ dàng và nó sẽ cái hiệu quả. Và đối với những con nái đấy thì chúng ta thấy ít nhất một ngày phải truyền một lần, và mỗi lần là ít nhất phải 500 ml, và có kết hợp thêm với vitamin C và caffeine là thuốc trợ tim, thì hồi phục đối với con nái rất là tốt. Cho nên là trên thực tế là trong trường hợp mà nái bị bệnh, ngoài các cái việc thuốc mà điều trị nguyên nhân bệnh, thuốc trợ sức trợ lực, thì nếu có điều kiện việc truyền dịch, đặc biệt là đường gluco yếu trương vào tĩnh mạch cho con vật, thì cái việc mà hồi phục mà con nái là rất là nhanh. Vâng, chúc anh xử lý thành công. Một khán giả đó là Duy Mạnh, thầy cho em hỏi lợn nhà em mỗi lần đầu tiên nó lên giống, em bắn tinh 2 lần rồi mà không được, thầy cho em hỏi là cách khắc phục như thế nào. Thế vậy thì cái việc mà khi mà lợn động dục đó mà phối giống mà không được thì nó có rất nhiều nguyên nhân, và chúng tôi thường gọi chung đấy là cái hội chứng là rối loạn sinh sản. Thế vậy hội chứng rối loạn sinh sản ở đây nó có thể là gây nên hiện tượng viêm tử cung, gây nên hiện tượng sảy thai, gây hiện tượng chết thai, và gây nên cái hiện tượng mà phối giống mãi không động đó, phối giống mãi không động. Thì vì trong trường hợp mà con nái của nhà anh thì anh cần phải xem mấy vấn đề. Thứ nhất là trong trường hợp nếu mà bị viêm đường sinh dục đó, viêm đường sinh dục thì cái việc mà phối giống cũng là rất khó đậu thai, bởi vì sao, nó làm thay đổi cái pH ở trong tử cung cũng như trong âm đạo, mà nó sẽ làm cho cái chất lượng tinh trùng nó kém, và cái tỷ lệ đậu thai nó sẽ kém. Cho nên nếu mà đúng là viêm đường sinh dục thì phải điều trị dứt điểm cho khỏi cái bệnh ở đường sinh dục, thì lúc đó chúng ta mới thì phối giống thì nó có mới có hiệu quả. Còn trong một số trường hợp có thể là do một số các cái bệnh mà gây nên cái hiện tượng mà không đậu thai, ví dụ như là trong trường hợp là cái bệnh khô thai đó, hoặc là trong một số trường hợp ví dụ như là bệnh xoắn khuẩn, nó cũng gây nên cái hiện tượng như vậy. Do vậy mà trong trường hợp mà lợn của nhà anh thì anh cần phải kiểm tra xem là cái có phải là bị viêm tử cung hay viêm đường sinh dục hay không, hoặc là một số cái bệnh kia hay không nha. Thế vậy thì trong trường hợp này thì không biết là nó là như thế nào, nhưng mà theo tôi thì anh có thể làm như thế này, và hầu hết là có thể là do bị viêm đường sinh dục, thì anh có thể là anh dùng nước lá chầu không sắc đặc, anh thụt rửa tử cung, và sau đó là anh dùng cái Hanprot anh tiêm để đẩy cái dung dịch thụt rửa cũng như là cái dịch viêm ra ngoài, sau đó là anh đặt cả kháng sinh nha, đặt 3 gam kháng sinh như là Aureomycin hoặc là Oxytetracyclin hoặc là Amoxicillin, và đồng thời là anh dùng thuốc tiêm, thì thuốc là tiêm đây anh dùng có thể là dùng Amox LA hoặc có thể là dùng cái Ceftifur đó, anh điều trị là khoảng 3 đến 5 ngày, và sau đó là anh kiểm tra
và đợi cái lợn bị động dục, lợn động dục. Và khi lợn động dục thì anh cần phải là theo dõi là phối cho lợn ở cái mà cái giai đoạn mà giai đoạn mê ỉ, tức là chúng ta đến là lợn nó đứng ỉ và nó nhún mông, và đồng thời là phối cho lợn là chúng ta phải phối kép. Trong trường hợp anh nói là anh phối 2 lần, và nhiều trường hợp người ta có thể phối là phối kép phối 3 lần, cứ mỗi lần là cách nhau từ 6 đến 12 tiếng. Như vậy thì trong cái anh có thể là đợt này anh làm theo cái tư vấn của tôi xem như thế nào. Nếu mà làm theo cái tư vấn của tôi mà cũng không có hiệu quả thì theo tôi là anh loại thải con nái để đi để mà nuôi cái con nái khác nhé, để cho nó có hiệu quả trong quá trình chăn nuôi. Rồi một trường hợp nữa là Nguyễn Tuyết có hỏi là thầy cho em hỏi, con lợn nhà em khoảng 30 kg nổi các nốt sần đỏ như là muỗi đốt, lợn sốt và bỏ ăn. Vậy thì trong trường hợp này thì thưa khán giả, trong cái điều kiện và giai đoạn hiện nay đối với lợn là nó có thường mấy bệnh và đang chúng ta thấy đang nổ ra, đó là cái bệnh dịch tả lợn châu Phi, thứ hai là tai xanh nhé, thứ hai là tai xanh, và thứ ba là cái bệnh dịch tả lợn cổ điển nhé, bệnh tả lợn cổ điển. Thế vậy thì trong cái trường hợp mà anh nêu ra thì cái khả năng lợn của nhà anh bị bệnh tai xanh và sau đó kế phát cái dịch tả lợn cổ điển nhá, thì do cái điều kiện mà Covid hiện nay chúng ta không di chuyển được, còn nếu mà không thì anh lấy mẫu máu, anh đi xét nghiệm để kiểm tra 3 bệnh. Thứ nhất là bệnh tai xanh, thứ hai là dịch tả lợn châu Phi, thứ ba là dịch tả lợn cổ điển, và căn cứ vào cái phiếu xét nghiệm đó để có cái biện pháp mà khống chế dịch bệnh. Ví dụ như là nếu là bệnh dịch tả lợn châu Phi hoặc là bệnh dịch tả lợn cổ điển thì phải xử lý nghiêm ngặt, chúng ta phải hủy đàn lợn đó. Chứ còn trường hợp bệnh tai xanh thì đã có một cái phác đồ điều trị, thì phác đồ điều trị đây không phải là điều trị được tai xanh, mà điều trị bằng cách là điều trị triệu chứng, nâng cao sức đề kháng, trợ sức trợ lực, đặc biệt là dùng kháng sinh để điều trị cái bệnh bội nhiễm. Bởi vì cái bệnh tai xanh ấy là virus mà nó khi mà nó tác động thì nó làm giảm cái sức đề kháng của lợn, và sau đó là thường kế phát một số các bệnh khác. Và do vậy mà nếu mà chúng ta điều trị tốt cái bệnh kế phát thì cái tỷ lệ khỏi bệnh nó cũng là nó sẽ cao nhé. Vâng, cảm ơn khán giả. Vâng, một khán giả nữa là trại thỏ Nguyễn Soạn. Vâng, chào anh Soạn. Là hiện tại miền Nam trong em đang bị nấm da trên thỏ, xin thầy cho cách chỉ cho cái việc mà chăm sóc nuôi dưỡng và khắc phục. Vâng, đối với bệnh nấm của thỏ thì cái việc mà trị nấm của thỏ cũng như trị nấm của dê tương đối khó, mà phải điều trị một cách tổng hợp. Thế cái này thì bữa trước là chúng tôi cũng lên cái trung tâm dê thỏ ở Sơn Tây và cũng là bị như vậy. Thì cái này là thứ nhất là chúng ta phải xử lý được môi trường nhá, phải xử lý nghiêm ngặt đối với môi trường chăn nuôi. Thế vậy thì khi mà thỏ bị nấm hoặc dê bị nấm cũng thế, là cái bào từ nấm nó sẽ gì ở trong cái môi trường chăn nuôi, không phải là ở nền chuồng mà có thể là cả cái trên tường hoặc có thể là trên mái chuồng vân vân. Cho nên về việc xử lý được cái bào tử nấm là hết sức khó khăn, và muốn xử lý được thì bằng cách là chúng ta phải xông phốc môn nha. Bằng cách chống phốc môn. Như vậy thì đối với trong trường hợp mà chăn nuôi thỏ với số lượng lớn thì nếu mà muốn xông vào phốc môn thì chúng ta phải cho đàn thỏ ra cái khu vực khác, và sau đó là chúng ta xông phốc môn ở khu chuồng đó, thì đấy là cái việc xử lý. Chứ còn phun phốc môn thì nó cũng không có giá trị. Nếu chúng ta phun thì nó chỉ ở phía dưới, chứ còn phía trên nữa thì chúng ta thấy là không có hiệu quả. Mà trong trường hợp mà chúng ta phun như vậy thì cái đậm độ nó cao, nó sẽ ảnh hưởng tới cái dụng cụ chăn nuôi, cái lồng nuôi vân vân. Cho nên là chúng ta phải là xông phốc môn. Thế thì đồng thời với việc mà xông phốc môn xong rồi thì những con thỏ mà bị nấm thì chúng ta phải tách riêng ra.
tách riêng ra ngoài và chúng ta phải điều trị. Thế việc điều trị ở đây thì trong trường hợp mà điều trị cá thể, như tôi nói là dùng nước lá chầu không sắc đặc để chúng ta làm mềm cái da, vùng vùng nấm da, và sau đó là dùng nước phèn chua, thì nước phèn chua có tác dụng trị nấm cũng rất là tốt. Chúng ta 3% chúng ta rửa và chúng ta làm mềm vùng da. Và trong trường hợp mà da bị là chai hoặc là bị đóng vẩy thì chúng ta phải, thậm chí là chúng ta phải là trà sát rất mạnh để cho bật các cái vẩy ở vùng da mà bị nấm. Sau đó là chúng ta sẽ dùng cái thuốc trị nấm đó. Thì cái thuốc trị nấm mà chúng ta thấy thì hiện nay vẫn là tốt nhất, là việc đầu tiên là chúng ta cho iodine, bôi iodine, và sau đó chúng ta dùng cái dung dịch BSI hoặc là ASA nhé. BSI hoặc ASA của người chúng ta bôi, và bôi ngày 2 lần. Đó, một ngày 2 lần. Chứ còn thì trong trường hợp mà sử dụng các cái thuốc trị nấm mỡ thì trong trường hợp này là thường là nó không có hiệu quả, thường không hiệu quả. Như vậy thì chúng tôi thường có những kinh nghiệm là như thế này, là dùng cái thuốc mà trị nấm bằng bằng ASA hoặc BSI, và sau khi bôi xong thì khi mà nó khô cái dung dịch thuốc đó thì là dùng cái thuốc trị nấm mỡ bôi một lần mỏng lên thôi. Bôi một lần mỏng lên thì nó cũng có hiệu quả. Thì tất nhiên là phải đồng thời là phải sử dụng thuốc trợ sức, trợ lực, nâng cao sức đề kháng, đặc biệt là dùng vitamin ADE, vitamin tổng hợp trộn vào khẩu phần ăn cho uống, hoặc cũng có thể là tiêm thì nó sẽ khắc phục được. Nhưng cái vấn đề quan trọng đây là chúng ta phải là gì, xử lý được môi trường. Chứ còn khi mà điều trị từng cá thể nó khỏe khỏi nhưng mà trên môi trường nó vẫn còn có bào tử nấm, sau đó lại nhiễm lại, cho nên là việc điều trị nấm dứt điểm ở thỏ, ở dê thì chúng ta thấy là rất là khó nhá. Cho nên là anh cần phải lưu ý như vậy. Rồi một khán giả tên là Công Chính, em làm chuồng dê sàn chuồng cách mặt đất là 1,5 mét, nên em cán xi măng có độ xuôi để dội nước rất là thoát và nhanh, không động nước, không động nước và rất sạch, rất sạch sẽ. Nhưng mà dê có vẻ là không được khỏe, hay ho, sổ mũi, và cho em hỏi có phải đấy là do môi trường, môi trường ẩm, do dội nước nhiều hay không? Vâng, thì cái bệnh mà cái hiện tượng mà ho và khó thở hoặc là chảy nước mũi thì đây là cái trường hợp mà bị viêm đường hô hấp. Thế vậy thì cái viêm đường hô hấp ở đây là không phải là chỉ là riêng cái môi trường, chỉ riêng cái môi trường chăn nuôi, tức là cái môi trường chăn nuôi mà nếu mà thường xuyên có cái chất thải như phân và nước tiểu của dê, mà nếu chúng ta để lâu thì nó sẽ bị phân hủy thành các sản vật độc, đó là NH3 và H2S, và hai cái khí độc này nó kích ứng vào đường hô hấp mà gây nên viêm. Thế còn trong trường hợp mà ẩm và cái độ cao cái sàn chuồng mà cách mặt đất 1,5 mét thì chúng tôi thấy là cái việc mà tác động không lớn, bởi vì cái khí độc ở trong chuồng nuôi nó chỉ là nó rất nặng hơn không khí, nó cách mặt đất khoảng độ 0,5, tức là khoảng nửa mét thôi nhá, 0,5 tức là nửa mét thôi. Thế vậy là khi 1,5 mét thì chúng ta thấy nó không ảnh hưởng, mà cái ảnh hưởng đây là có thể là cái chuồng ấy, chuồng thì chúng ta thấy là cái hướng chuồng mà hướng cho lùa, hoặc là cũng có một số các cái trường hợp khác, ví dụ như là sàn chuồng nuôi mà quá dày thì có thể là phân nước tiểu nó không được thoát hết được thì cũng có thể là sẽ bị ảnh hưởng. Và trên thực tế là cái bệnh viêm phổi ở dê xảy ra cũng tương đối nhiều ở hầu hết tất cả các đàn dê nhé, hầu hết các đàn dê. Cho nên trong trường hợp này thì theo chúng tôi mà để mà điều trị được dự phòng trong trường hợp này thì có thể là thường chủ yếu là do mycoplasma. Như vậy là cái mycoplasma nó vẫn thường xuyên cư trú ở cái đường hô hấp, cho nên là khi mà khí hậu thay đổi
ví dụ từ nắng sang mưa, hoặc là đang bình thường mà chuẩn bị rét hoặc là vân vân, khi họ mướt thì anh có thể anh dùng cái doxy 50 hoặc doxy 75 anh trộn vào khẩu phần ăn hàng ngày là để có tác dụng là điều trị dự phòng từ 5 đến 7 ngày, thì nó sẽ có tác dụng là hạn chế được cái hiện tượng đó. Thế còn khi mà dê mà bị như vậy thì anh phải điều trị, nếu mà trong trường hợp nặng thì anh phải điều trị, có thể là buổi sáng anh dùng cái thiamulin hoặc là timicucin anh tiêm, và buổi chiều thì anh dùng cái amoc la hoặc có thể là dùng cái ceftifu anh tiêm, kết hợp với thuốc mà giảm viêm thì dùng dexamethasone. Chú ý là cái dexamethasone này là anh không được tiêm cho dê đang mang thai, nếu mà dê đang mang thai mà anh tiêm dexamethasone thì nó sẽ gì sẽ bị sảy thai nhé. Cùng với việc mà chúng ta phải trợ sức trợ lực như dùng vitamin C, B1, caffeine anh tiêm cho dê để nâng cao sức đề kháng, và đặc biệt là cái khẩu phần thức ăn là phải cân đối, phải cân đối và phải chăm sóc nuôi dưỡng tốt, chuồng nuôi phải thường xuyên là thông thoáng sạch sẽ thì sẽ khắc phục được cái vấn đề trên. Vâng, rất cảm ơn bà con. Rồi. Rồi, rất nhiều các cái câu hỏi, và một cái câu hỏi nữa là Kim Pet, chó bị ký sinh trùng đường máu điều trị như thế nào vậy? Vâng, thì đối với chó đấy, trên thực tế là chúng tôi là những năm trước kia đã nghiên cứu cái bệnh ký trùng đường máu trên đàn trâu ở phía Bắc, và sau đó là thử xem là chó có bị nhiễm ký trùng đường máu không, thì chúng tôi gây bệnh thực nghiệm trên chó thì chó cũng bị bệnh ký trùng đường máu, và khi mà bị nhiễm ký trùng đường máu thì cái tỷ lệ chết rất cao và nó bị suy sụp rất là nhanh. Thế vậy thì trên thực tế là anh cần phải lưu ý này, đối với chó có thể là nhiễm ký trùng đường máu nha, ký trùng đường máu nhưng chủ yếu là tiên vô trùng, và trường hợp nữa là có thể là do là biên trùng, và một trường hợp nữa là bị là bệnh xoắn khuẩn, do ba trường hợp đấy, và nhiều khi là thường lẫn lộn nhau. Đó, lẫn lộn nhau tức là nó cũng gây nên hiện tượng vàng da và cũng gây nên các cái triệu chứng và thiếu máu và phá hủy hồng cầu. Như vậy là trong trường hợp nếu mà xác định đúng là ký sinh trùng đường máu thì việc điều trị là anh có thể là dùng cái thuốc điều trị ký sinh trùng đường máu. Thì thuốc điều trị ký sinh trùng máu có rất nhiều, ví dụ như là azidin hoặc là tripanosoma, hoặc là một số các cái loại thuốc mới hiện nay có hiệu quả rất là cao, thì anh phải là tiêm theo cái liều chỉ định, và cái liều là tùy theo trên bao bì sản phẩm, nhưng là phải tiêm chậm vào tĩnh mạch và tiêm 2 lần cách nhau là 4 đến 6 ngày nhé, 4 đến 6 ngày, và phải điều trị sớm, chứ còn khi mà điều trị muộn thì con vật đã bị suy nhược và số lượng hồng cầu bị vỡ nhiều thì cái hiệu quả điều trị nó không cao. Thì tất nhiên dùng thuốc đặc trị ký sinh trùng đường máu phải song song với việc là nâng cao sức đề kháng và bồi bổ cơ thể, ví dụ như là tiêm vitamin C, vitamin B1, đặc biệt là vitamin B12 hoặc là catosan hoặc satosan để mà tăng cường cái lượng hồng cầu lên nhá, tăng cường cái lượng hồng cầu lên. Thì đấy là mà cần lưu ý. Thế còn trong trường hợp như là bị xoắn khuẩn thì bị xoắn khuẩn thì hiện nay là chúng ta thấy là cái thuốc đó không có hiệu quả, mà phải là dùng thuốc đặc trị đối xoắn khuẩn. Thì thuốc đặc trị đối xoắn khuẩn là người ta dùng leptosin, hoặc có thể là dùng tetramycin, hoặc là kết hợp giữa là streptomycin với penicillin, hoặc là tetramycin với gì streptomycin để mà điều trị. Nhưng đối với bệnh mà xoắn khuẩn thì chúng ta cũng phải điều trị sớm, nhưng khi mà đã thấy là hiện tượng mà chó có hiện tượng là da nhợt nhạt, giảm vàng niêm mạc và nước tiểu có màu cà phê rồi thì cái hiệu quả không cao, tiêm thuốc vào thì con vật chết nhanh, bởi vì là lúc đó là cái số lượng hồng cầu đã bị phá hủy rất là nhiều rồi và con vật đã bị suy nhược rồi, và khi mà tiêm thuốc tác động vào thì là cái chết, cái mầm bệnh bị chết, cái sản phẩm bị chết và nó lại tiết ra nhiều độc tố và làm cho con vật là chết nhanh hơn. Rồi, một cái trường hợp nữa là Trần Văn Phượng, cháu chào bác, cho cháu hỏi là heo 12 kg bị khớp, một con sưng to bằng cái bát tô, còn có điều trị như là
và có hiện tượng mềm như tích dịch. Vâng, thì đối với heo, đặc biệt là cái heo đang theo mẹ và cái heo sau cai sữa, thì cái hiện tượng là viêm khớp là rất là cao. Thì thường là cái viêm khớp trong trường hợp đây là viêm khớp do nhiễm khuẩn, hoặc cũng có trường hợp là viêm khớp do cái bệnh viêm đa xoang hay là bệnh Glasser. Đó, hay bệnh Glasser. Thế vậy thì tùy theo nhá, tùy theo. Nếu mà chỉ có viêm khớp không thì con vật là chỉ có hiện tượng khớp sưng và con vật vẫn ăn uống bình thường. Nhưng nếu mà trong trường hợp như Glasser thì con vật sẽ có cái hiện tượng là sốt cao, bỏ ăn, có hiện tượng là thở khó, thoát bụng để thở, và kết hợp với là với viêm khớp và viêm viêm xoang mũi. Thế vậy thì trong trường hợp này, nếu mà do Glasser thì anh cần phải dùng này, dùng Amoc LA tiêm buổi sáng và buổi chiều dùng Septifur nhá, Septifur, hoặc có thể là dùng Tula để tiêm, để tiêm, và đồng thời là tiêm thêm cái Gentamicin nhá, tiêm thêm Gentamicin. Vậy thế vậy thì ngoài cái việc mà kháng sinh là Amoc LA, Septifur và Gentamicin thì còn phải tiêm cái thuốc giảm viêm, mà thuốc giảm viêm ở đây không phải là Dexamethasone mà là phải tiêm Diclofenac nhá, phải tiêm Diclofenac thì nó mới có hiệu quả. Và đồng thời với việc là tiêm thuốc trợ sức trợ lực như là như vitamin C, B1 với caffeine nhá, với caffeine. Thế vậy thì trong trường hợp nếu độc do viêm khớp không thì là điều trị cũng rất đơn giản, là dùng Gentamicin hoặc Tatiro tiêm buổi sáng nhá, tiêm buổi sáng, và buổi chiều là dùng Lenco Spec để tiêm, và cùng với việc là tiêm cái thuốc giảm viêm đó là Diclofenac thì cái hiệu quả rất là cao nhá, cái hiệu quả rất là cao. Thì đấy là cái việc mà trường hợp mà viêm khớp. Vâng, một khán giả tên là Lê Giang, thỏa nhà cháu bị sưng đỏ móng chân, có phải là nấm? Vâng, trong trường hợp đấy là có thể nấm và có thể là ghẻ. Nó thường là sưng và sau đó có hiện tượng phù nề. Thì vì trong trường hợp này thì để mà nếu mà không xác định được thì là này, điều trị một cách tổng hợp như tôi nói là cắt cái lông ở vùng chân và bị sưng và phù nề và bị tổn thương lên, sau đó là dùng nước lá trầu không sắc đặc để làm mềm cái rửa, để làm mềm cái vùng da đó, và tiếp tục là dùng nước phèn chua 3% rửa làm mềm tiếp, rồi dùng nhá, rồi là dùng dung dịch iốt bôi vào, và sau khi mà dung dịch iốt bôi vào xong rồi thì là dùng cái dung dịch là ASA hoặc là BSI bôi vào nhá, bôi vào. Thì đấy là cái việc mà điều trị nấm, và đồng thời là có thể là khi bị nhiễm khuẩn thì dùng cái mỡ kháng sinh như là oxit kẽm để bôi vào cho nó giảm mềm da và diệt cái vi khuẩn bội nhiễm, và để dự phòng mà có thể là do bị ghẻ thì trong trường hợp này là chúng ta bôi thuốc trị nấm ở trên da rồi, để còn trị ghẻ thì chúng ta dùng cái ivermectin chúng ta tiêm. Thì cái việc mà dùng ivermectin chúng ta tiêm là có tác dụng diệt ghẻ rất là tốt, và cứ mỗi một tuần tiêm một lần và tiêm liên tục 3 tuần liền. Thế còn cái việc mà xử lý vùng da thì cứ là ngày một lần mà chúng ta xử lý thì xử lý 5 đến 10 ngày sẽ là hồi phục được. Vâng, còn rất nhiều các câu hỏi khác thì chúng tôi sẽ trả lời cho bà con một cái